Em Thùy xin kính chào toàn thể các bác đang theo dõi video của phiên ngày 27 tháng 10 ạ. Hôm nay thì em vừa mới tiếp tục siêu tầm được rất là nhiều các cái mặt hàng. Hôm nay thì đa phần là mít và những cái dòng vừa tiền để các bác nhà mình có thể là siêu tầm các bác ạ. Đây hôm nay em về rất là nhiều những cái mặt hàng chậu to và những cái mặt hoa đẹp. Các bác nào nếu như mà cái video này em chưa có lên được những cái hàng siêu khủng siêu to thì nhà mình có thể là kết bạn Zalo để em có thể chụp ảnh cho các bác nhà mình ạ. Đây này, nếu mà giò to khủng thì em còn một giò này. Còn cái giò này thì các bác đến mua rồi. Và những cái giò nó cũng tầm tầm kiểu là thân thủ nó dài các bác, thì các bác có thể là gọi điện cho em nhá. Vì là vườn em bây giờ nó cũng không còn cái chỗ để mà xếp nữa rồi, nên là em chỉ quay những cái chậu nó ở ngoài đây thôi các bác ạ. Các bác mua hàng thì liên hệ trực tiếp giúp em qua số điện thoại là 0974752462 ạ. Đây có những cái chậu lá kẻ gọi là siêu to siêu khủng luôn, vật vã luôn các bác ạ. Để không làm mất nhiều thời gian thì em sẽ đi vào chi tiết bán hàng luôn các bác nhé. Mặt hàng đầu tiên em sẽ lên các bác nhà mình. Đấy là cái chậu, anh ơi lên đây em với anh ơi. Đây là cái chậu trầm tím Điện Biên. Trầm tím Điện Biên thì thỉnh thoảng em lại mua được một vài chậu các bác ạ. Trầm tím Điện Biên nhá. Chậu này thì em chia sẻ cho cả nhà mình với giá là 250.000 thôi ạ. Cho mã số 1, trầm tím Điện Biên, hàng trầm rừng đấy các bác nhá. Hàng trầm rừng đấy ạ, chứ không phải là cái hàng trầm mà người ta bán hàng cốc cốc là không phải đâu. Đây là trầm rừng đấy ạ. Đây nhá các bác nhá, cây rất là đẹp luôn. Đó, đang lên hai mầm gốc ạ. Mặt hoa tím lịm, bông to, cánh dày và cực kỳ là thơm. Em chia sẻ là 250.000 cho mã số 1 ạ. Tiếp theo là mã số 2. Các bác ơi, hồ điệp thì bán rất là nhiều nhưng mà rất là ít những cái vườn người ta bán hồ điệp hàng thuần các bác ạ. Vì cái dòng này, em không biết là các bác nhà mình có hay theo dõi em bán những cái phiên hồ điệp của năm ngoái không. Nhưng mà những cái loại mà lá dày và cái độ biên đậm của nó như thế này thì em đang bán năm ngoái, bán theo cốc hàng Đà Lạt với giá là 100... Với giá là 170.000 cho một cây. Đấy, mà bây giờ là trung bình là trồng hai chậu như thế này thì nó đang rơi vào tầm khoảng là 340. Nhưng mà các bác ơi, hôm nay em chỉ để các bác nhà mình cái chậu như thế này thôi ạ. Với giá là 320.000 cho cái chậu này. Em cam kết luôn là các bác đi mua hàng cốc cũng không bằng cái hàng thuần của em luôn các bác nhá. Mặt hoa của nó thì là bông phân nhánh vô cùng đẹp. Với giá là 320.000 cho mã số 2. Đây, 320.000 cho mã số 2. Hôm trước em có một cây em bán 350 đấy các bác ạ. Hôm nay hai cây em bán 320. Tiếp theo, bên này là em có cái chậu này, chậu ba thân. Đây này, trời ơi, anh cầm nghiêng cho em cái. Này, 1 này, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 cặp lá cần hoa phân nhánh này. 11 cặp lá cần hoa phân nhánh, chậu 3 cây. Chậu này em chia sẻ các bác nhà mình với giá là 550.000 ạ. Cho cái chậu số 3 nhá. Thần chấn các bác này, chậu thuyền buồm đẹp không? Đây này, chậu vừa chậu thuyền buồm này đẹp. Đây này, hàng thuần này. Thuần lâu năm không biết là có nụ uống chưa. Không, em cũng không để ý. Về hàng về tối quá. 550.000 cho chậu số 3 nhá. 550 chậu số 3. Đây là chồng em đang định là bẻ mấy cái cần hoa đi, nhưng mà thôi em bảo là thôi để lại để các bác nhà mình còn xem cần hoa phân nhánh. Mã số 3 nhá, 550 ạ. Hả? Xem Hoàng Yên đây rồi. Tiếp theo là em có một cái chậu biên tím. Các bác ơi, nó là biên tím nhá, chứ không phải là nữ hoàng biên tím đâu ạ. Chậu này bán bao nhiêu được? Chậu này để cho các bác là mà... đẹp nhờ. 1,5 triệu. Cái chậu này em chia sẻ là 1,5 triệu biên tím. Nó chỉ sau nữ hoàng biên tím thôi các bác nha. Nó chỉ sau nữ hoàng biên tím thôi. Nữ hoàng biên tím mà chậu như thế này giờ tầm 210 triệu. Tầm 35 cm. 1,5 triệu. Đấy, nó sau biên tím ạ. À. Nó hoàng biên tím rồi đấy. Ê, cái này là nhưng mà tím. Cái này lan hết mà. Đấy. Để gọn lại, để lên dàn kia đi. Tiếp theo thì bên này là mã số biên tím của em là mã số 4 ạ. À. Còn đây là hôm nay em có những cái chậu phi điệp lá tròn rất là đẹp. Con này hơi tiếc một tí là gãy mất một thân này. Gãy mất một thân, nhưng mà sau này các bác nhà mình là nó sẽ được lên cái mầm gốc ở đây này. Với lại một thân ở đây nó hơi gập một tí này các bác này. Gặp ở đây này, ui lá nó tròn như su luôn, em thề luôn, lá nó quá là tròn. Con này thì bác này không có chăm được đâu các bác ạ. Nên là vườn rậm nữa nên là cớm. Cái chậu này là chậu mít đắc lây. Đấy,
một trong những cái dòng mà mặt bông cánh rất là bay. Chậu này là mã số 5 ạ. À. Em chia sẻ cho các bác nhà mình với giá là, cái này thì em bán làm giống nhá, vì cái chậu nó bị gãy thân với bị gập rồi. Cho nên em chia sẻ các bác nhà mình là 280.000 cho cái chậu số 5 Mít Đắc Lây. Tiếp theo là chậu số 6 ạ. À. Chậu số 6 của em là một cái chậu 5 cánh trắng Phú Thọ. Eo ơi, chăm các bác này. Em nói thật luôn là chăm nó quá là sạch sẽ luôn các bác ạ. À. Chăm quá là tuyệt vời luôn. Đây ạ, à, trời ơi. Một cái chậu 5 cánh trắng Phú Thọ này. Hai à, được 6 thân tất cả cho em mà thân dài đuồn đuỗn như thế này luôn. Các bác tích hoa thì quá là đẹp rồi đúng không ạ? Mã số 6 ạ. À. Chậu 5 cánh trắng Phú Thọ thân này. Đo thân cho các bác xem nhá. 20 này, 40, 60, 80, 1 mét. 1 mét 20 các bác ạ. 1 mét 20. Chậu Phú Thọ số 6 em chia sẻ là 550.000 cho cái chậu Phú Thọ số 6, 550. Quá là đẹp luôn các bác ạ. Đi để gọn cái này cho em với. Tiếp theo là mã số 7 của em đây là cũng là một cái chậu mít này. Mít lá. Con này mít đẹp nhỉ? Con này ghi hút. Mít Lâm Đồng ạ. Mít Lâm Đồng. Lá to lắm. Chậu mít Lâm Đồng, chậu này em chia sẻ là 350 cho mã số 7, mít Lâm Đồng. 350.000 cho cái chậu mít Lâm Đồng, lá rất là tròn, dày và cực kỳ là thân tím đậm luôn. Để mấy con này gọn lại anh ơi. 350.000 cho mã số 7, mít Lâm Đồng. Vừa đẹp hoa, vừa đẹp lá luôn. Mít Lâm Đồng, 350. Cái chậu này nó không đứng. Để đấy chậu này tiêm treo cho anh mà không biết treo là bị gập ngay. Tiếp theo là mã số 8 của em, đây là một cái chậu cửu long cao phong. Cửu long cao phong bây giờ tìm được những cái chậu mà nó vừa vừa tiền như này là hơi bị hiếm đấy các bác ạ. Cửu long cao phong của em chia sẻ cho các bác nhà mình nhá. Chậu này rất là dài, hai thân này. Cửu long cao phong mã số 8 ạ. Chậu này em chia sẻ các bác nhà mình là 380.000. Số 8 cửu long cao phong. Tiếp theo là mã số 9 cũng là cửu long cao phong luôn. Chậu này mấy thân nhỉ anh nhỉ? 1, 2, 3, 5 thân. Chậu cửu long cao phong này em chia sẻ mã số 9, 450.000. Cửu long cao phong số 9, 450.000. Quá là đẹp luôn. Các bác lưu ý nhá, hàng của nhà em đều là những cái hàng gọi là hàng khỏe mạnh, hàng tác phẩm luôn, chứ không phải là cái hàng sâu bệnh đâu. Nên là các bác nhà mình mua là chất lượng luôn đấy các bác ạ. 450 mã số 9, mới toàn mít thôi. Đeo cái con mít này. Trời ơi. Này, nhìn cái lá của nó các bác này. Ôi giữ cái chậu em nó xoay ấy nhỉ. Quay về đây. Ui lá nó tròn này các bác này. Dã man luôn. Ui cái chậu đẹp lắm. Cái chậu mít này nó đẹp lắm các bác ơi, lá to kinh khủng luôn này. Lá to mà rất là tròn. Chậu mít này em chia sẻ cho các bác nhà mình với giá là 450.000 luôn. Cho cái chậu mít chắc là cũng vùng vùng trong đây. Chắc là mít Đắc Lây mắt hoa cánh bay đây. Lá tròn như mít su này. Lá như mít sao Phương Nam luôn. Lá y hệt như mít sao Phương Nam luôn. 450.000 cho mã số 10. Tiếp theo là mã số 11. Không quay à? Quay luôn đi. Mã số 10 cho bác xem này. 11 của em đây là một cái chậu sen hồng hàm yên. Chậu này thì em cũng lấy một chậu làm giống thôi, nhưng mà em quay video ở đây để các bác nhà mình có thể là lấy làm giống thì các bác siêu tầm làm giống luôn. Chậu này thì bác nào mà chia sẻ thì em sẽ để các bác nhà mình là 2.500.000, vì em cũng lấy được một chậu thôi. Đấy, sen hồng hàm yên thì các bác biết là cái độ hot của nó rồi. Mitsu sen hồng hàm yên các bác nhá. 2.500.000 cho mã Mitsu sen hồng hàm yên. Để gọn lên trên kia anh ạ. Tiếp theo là mã số 12 đi. Ui cái con 5 cánh trắng Phú Thọ mà thân của nó là lá này. Trời ơi lá dày như văn sơn luôn. 250.000 cho cái chậu số 12. Thôi chậu này 200.000 thôi. 200.000 cho cái chậu số 12 này. Cái ngọn của nó còn chưa thắt luôn các bác này. Cái con này mà làm hoa thì thôi rồi luôn ấy. Thân dài hơn 1 mét đấy các bác ạ. 200.000 số 12 Phú Thọ ạ. Số 13, ám cổ Văn Giang. Còn cái chỗ ám cổ Văn Giang này to thế. Chỗ ám cổ Văn Giang này to lắm các bác này.
ám cổ Văn Giang. Chậu này em chia sẻ cho cả nhà mình, cái chậu ám cổ Văn Giang số 10 số mười mấy nhỉ? 13, 14 nha. Thôi các bác cứ chốt cho em mã ống của ám cổ Văn Giang là được. Thôi để nguyên đấy. Đang thẳng thân. To kinh khủng cái chậu này, 650.000. Ám cổ Văn Giang. Đây em quay nốt cái chậu này nữa, không là trời nó tối u mất rồi các bác ạ. Hôm nay mưa nó trời nó tối. Ui cái chậu kẻ này đúng là bán hàng bao nhiêu năm mà không có cái... Chậu này đúng không quay được luôn đấy chứ. Chậu này có khi phải đứng cao lên mới quay được luôn đấy chứ. Nó còn cao hơn cả người em như thế này các bác ạ. Đây nè, ôi dào ôi. Anh ơi để nghiêng nghiêng ra em cái. Không 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 ấy được, nó cao quá. Đây này các bác này, giữ lấy nha. Chậu kẻ gọi là kẻ VIP luôn đấy các bác. Một rè một gốc các bác nhá. Một gốc một đấy. Hàng một gốc cho em, hàng VIP luôn đấy các bác ơi. Quá là đỉnh luôn nhá. Chậu này là 2 triệu 2.500.000. Cái chậu này lúc nãy là nhét lên xe, cái lá này nó bị hơi bị sứt một tí ở đây thôi. 2.500.000 cho các em lá kẻ này các bác nhá. Trời ơi, nó to lắm. Ừ để nghiêng ra cái hướng đấy đi. To kinh khủng luôn ấy. 2.500.000 cho các em lá kẻ này. Này, eo kinh nhở. Sợ luôn ấy. 2.500.000 cho em lá kẻ này luôn các bác nhá. Đây, hôm nay thì thôi quay nốt cái chậu này luôn đi. Chậu ám cổ Văn Giang mà nhiều kỳ, các bác thích nhiều kỳ đấy. Chậu này bán rẻ luôn cho các bác nhà mình thích cái chậu ám cổ Văn Giang nhiều kỳ này. Đây này, chỗ anh để nằm xuống thì mới quay được. Nằm xuống. Nằm xuống, đây này, bằng đúng ton cả người chồng em cơ mà. Gồm có 7 mầm gốc các bác nhá. Và phải đến hàng cân kỳ. 7 mầm gốc mà, 7 mầm gốc mà hàng một bụi cho em nhá. Ám cổ Văn Giang 7 mầm gốc mà hàng một bụi cho em này. Đúng phải đứng cao lên mới quay được luôn đấy các bác này. Trời ơi nó to kinh khủng luôn. Chậu này chia sẻ là 800.000 cho các bác nhà mình lấy cái con này. Ám cổ Văn Giang 800.000, 7 mầm gốc hàng một bụi một ôm kỳ. Mấy kỳ các bác này. Đó, ám cổ Văn Giang ạ. To lắm. To vật luôn đấy các bác. Rồi thôi quay này đi. Các bác mua hàng thì liên hệ trực tiếp giúp em qua số điện thoại là 0974752462 ạ. Cảm ơn các bác đã theo dõi video của ngày hôm nay ạ.